Alo em à? Nhớ anh không? Em đang làm gì đây? Em đang ở nhà nhớ anh nè. Sao thế? Thiệt mà, người ta nhớ muốn chết luôn á. Mà cái chuyến công tác của anh khi nào về vậy? Chiều mai anh xong, hạ cánh là anh sẽ về nhà luôn. Ừ, nhớ nhà, nhớ về sớm đó. Yên tâm, anh về nhanh lắm đấy. Về cẩn thận nha. Nhung ơi, hai người, hai người làm gì vậy? Thỏ con, anh đừng có động vào anh ấy. Cô hay lắm, cô vì thằng này mà cô phản bội tôi, bây giờ cô còn bênh nó nữa. Thì tôi cũng như anh thôi, sau lưng tôi, anh quen biết bao nhiêu con ở ngoài hả? Được, cô hay lắm, coi như là tôi ngu, chuyện chúng ta tới đây chấm dứt. Được. Sao không? Anh thấy đó. Tại vì anh mà em bỏ mất mối ngon rồi đó. Thôi, em yên tâm. Tối nay anh có quà cho em đó. Quà gì? Đâu? Em đợi anh chút nhé. Alo. Thích học rồi ạ? Ok. Đâu, quà em đâu? Em đợi nè, có người mang đến cho em luôn. Kỳ công như vậy hả? Kỳ công chứ. Như vậy mới xứng đáng với sự thông minh và mánh khóe của em. Chị Trinh, sao chị lại ở đây? Sao? Không phải em là bạn tâm giao của chồng chị sao? Chị không ngờ em họ của chị lại có gan lớn đến như vậy, dám ngoại tình với chồng của chị. Chị Trinh ơi, em xin lỗi, nhưng mà anh Huy tệ như vậy á, thôi chị không bỏ hắn ta đi. Chị cứ đi đánh ghen hoài chi vậy? Đó là lựa chọn của chị. Hôn nhân của người giàu có những áp lực em không hiểu được đâu. Ai quan tâm chứ? Chị bước ra khỏi nhà tôi đi. Nhà nào là nhà của em? Chẳng phải đây là căn nhà mà Huy đã dùng tiền để mua cho em sao? Anh Đạt, anh là người cũ con mẹ nãy hả? Anh nói gì đi chứ? Anh Đạt! Cô nhìn cô không tự biết à? Có gì đâu mà em ngạc nhiên quá vậy. Em cũng biết là chị đánh ghen có tiếng mà. Chị Trinh ơi, em xin lỗi. Em với anh Huy cũng chia tay rồi, bọn em không có liên lạc gì với nhau nữa. Có gì mà sợ hãi đến như vậy? Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi. Chị sẽ nể tình. Em là em họ của chị, chị sẽ không dùng bạo lực với em đâu. Nhưng mà em hãy lo trả hết các khoản nợ nặng lãi mà em đã ký cho thằng Đạt đi. Với lại, từ ngày mai em bị đuổi việc, không cần phải đến công ty nữa. Và điều cuối cùng, chị cấm em gặp mặt chồng của chị. Nếu chị phát hiện thêm một lần nữa thì đừng có trách chị.